Chào tất cả anh chị. Chào các anh chị là đang là chủ quán, chủ nhà hàng, chủ quán ăn, chủ quán cà phê hoặc là những người đang có ý định kinh doanh trong lĩnh vực F&B, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện là giảng viên đại học một trường đại học lớn tại Hà Nội và cũng là một chuyên gia về digital marketing, kinh doanh online từ năm 2008 đến bây giờ. Trên Facebook cũng như là trên YouTube của tôi, mọi người có hỏi là thưa thầy, thầy hãy làm một cái video hướng dẫn cho bọn em về cách quảng cáo cho quán ăn, cho nhà hàng, cho cà phê trên Facebook nó hiệu quả. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái video này, đồng thời tôi sẽ chia sẻ một số những kinh nghiệm trước đây và bây giờ tôi đang làm cho các cái nhà hàng như thế nào. Cũng nói thêm với mọi người rằng là tôi vẫn làm dịch vụ tư vấn, đào tạo và triển khai các cái dịch vụ về marketing, về kinh doanh online cho mọi người. Vâng, thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái case study, một số những cái tình huống nghiên cứu, một số những cái ví dụ thực chiến là tôi đã làm như thế nào và hiện nay tôi đang làm và đang làm như thế nào. Đấy, đã thì để có thể là để mọi người xem và đang để mọi người có thể hình dung ra. Thì cái triết lý, cái cách thức làm của tôi để mọi người học hỏi, mọi người có thể trao đổi. Vâng. Và nếu như mọi người cần những cái vấn đề tư vấn, cần những cái vấn đề chạy quảng cáo và triển khai cho các nhà hàng hoặc là quán cà phê của mình đang làm hoặc là sắp sửa triển khai thì mọi người có thể liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp, được chưa ạ? Vâng. Thế thì để chuẩn bị cho chạy quảng cáo các nhà hàng, quán ăn hay là quán cà phê hay quán rượu ở trên Facebook và các nền tảng khác thì chúng ta để ý này. Thứ nhất là chúng ta cần phải chuẩn bị tài khoản quảng cáo, rồi chuẩn bị fanpage, các cái chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại, các cái combo, các cái set món trong nhà hàng. Thí dụ như chương trình khai trương, thí dụ như chương trình marketing combo, thường là chúng ta cũng có thể giảm giá hoặc là chương trình phễu. Chuẩn bị bài đăng bao gồm hình ảnh hoặc video hoặc đường link của website, hình ảnh để làm đẹp để đăng lên fanpage, video để đăng lên fanpage, đúng không? Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị ngân sách quảng cáo. Ví dụ như là ngân sách quảng cáo có thể lên là vài trăm nghìn một ngày hoặc vài triệu một ngày hoặc thậm chí là chục triệu một ngày tùy vào quy mô của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta cần phải có chiến lược và kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook Ads. Thí dụ như là chúng ta sẽ chạy một số bài hiển thị, chúng ta sẽ chạy một số bài video và chúng ta sẽ chạy một số bài nhắn tin. Đấy, chiến lược của chúng ta là chúng ta phải xem là cái mục tiêu của chúng ta là gì. Tất nhiên các nhà hàng thì đều mong muốn là tăng doanh số. Thế nhưng mà chẳng hạn như là mình cũng không được bỏ qua cái yếu tố về xây dựng thương hiệu hoặc là nhận diện thương hiệu, nhất là những cái nhà hàng mới. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ đo lường và đánh giá quảng cáo, đánh giá chiến dịch. Vâng, và cuối cùng là các bạn có thể gọi điện cho tôi để được tư vấn và trợ giúp. Vâng, thế thì ở đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái tình huống. Ví dụ như là nhà hàng Thiên Sơn Quán. Vâng, đây là một cái nhà hàng thì từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. Là hai vợ chồng bạn chủ này thì cũng đi học một cái lớp quảng cáo Facebook của tôi. Và bắt đầu khởi nghiệp thì có nhờ tôi chạy quảng cáo cho. Và tôi nhớ rằng cái chương trình mà tôi tư vấn cho các bạn ấy làm cái mẹt gà và chạy quảng cáo hồi đó, những cái năm 2015-16 thì quảng cáo nó vẫn còn rất là dễ và rất là rẻ và quảng cáo hiệu quả, quảng cáo đến mức là đông nghẹt thở luôn. Từ một cái quán đang không ai biết, mà quán rất là vắng thì đã quảng cáo đến đến mức mà đông nghẹt thở luôn. Và hiện nay thì hai vợ chồng chủ cũng 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 rất là thành công và mở được thêm nhiều nhà hàng mới. Vâng, tất nhiên đó là câu chuyện của nhiều năm trước và quảng cáo thời điểm đó vẫn còn rẻ, vẫn còn hiệu quả. Và các bạn ấy cũng làm rất là tốt. Tôi không nói rằng là toàn bộ cái hiệu quả hay là cái thành công của nhà hàng là đến từ quảng cáo. Tôi không dám nhận như vậy. Mà tôi nói rằng là ở một cái thời điểm, ví dụ như là quán đang vắng, bạn mới nhận sang nhượng hoặc là bạn mới mở. Và cái thời điểm 2015 đấy thì quảng cáo nó vẫn còn rất là hiệu quả.
Thì thực sự là cái quán này đã cái thời kỳ mà nhận sang nhượng là rất vắng và không có khách. Đấy, thì tôi đã tư vấn cho và chạy cho một thời gian dài thì hiệu suất quảng cáo lên rất cao và sau đó thì các bạn ấy tự làm và làm rất tốt. Đấy. Và đó là một cái điều mà tôi nghĩ là với một người đi làm đào tạo, một người đi làm tư vấn thì tôi rất là vui. À, tôi chia sẻ cái câu chuyện để mọi người hình dung ra là cái cách làm, chứ không phải là tôi khoe về cái việc là tôi giỏi lắm, đúng không ạ? Mà mọi người hãy hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. À, nếu mà không 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 nêu một cái ví dụ cụ thể thì các bạn bảo là ôi thầy chỉ chém gió, mà thầy không có những cái ví dụ thực tế, thực chiến. Thế nhưng mà khoe những cái ví dụ thực chiến thì lại bảo là thầy thì lại cứ khoe khoang ăn mày dĩ vãng, đúng không? Và cái cách làm thời điểm đó là quảng cáo rất rẻ. Và tôi đã chạy một cái mẹt gà giá rẻ khoảng 250.000 cho 3 đến 4 người ăn. Và gần như là khách tràn ngập luôn. Tôi cũng nhớ là vào một cái dịp hè như thế này, hai vợ chồng đi học và đến buổi tối gặp tôi rất là muộn. Và sau đó thì hôm sau đã mời tôi qua nhà hàng ăn ăn thử. Và tôi đã góp ý về món, tôi đã góp ý về menu, tôi đã góp ý về về combo của sản phẩm. Và tôi yêu cầu là phải thay đổi một số những cái định lượng, thay đổi một số những cái vấn đề về giá cả. Và sau đó thì chạy cái chiến dịch đấy rất là thành công và nó là cái tiền đề cho sau này. Còn sau này các bạn làm rất tốt, đấy là do các bạn ấy, không phải do tôi. Tôi không nhận hết công lao của mình nhá. Và làm gà thì nó cũng có cái hay là gà thì nó ăn quanh năm ngày tháng, 30 ngày trên tháng, nó không bị kiêng khem gì cả. Và cũng ship được, ship rất là tốt. Hiện nay các bạn ấy bán ship vô cùng tốt nhá. Ok. Một cái nhà hàng nữa, đấy là nhà hàng Ao Quán, thì rất nổi tiếng. Ao Quán thì có lẽ là nổi từ những cái năm 2013, 2014. Vâng. Thời điểm mà Ao Quán vẫn còn tồn tại, anh chủ, anh cũng là học viên của tôi, anh ấy cũng rất là giỏi về quảng cáo. Thế nhưng mà anh ấy đi học thì anh ấy đã thuê tôi làm quảng cáo. Và có những thời điểm mà tôi đã chạy quảng cáo Facebook cũng như là PR bài báo chí. Các bạn vào đây các bạn search những cái bài viết về Ao Quán ẩm thực Đồng Quê. Vâng. Ao Quán ẩm thực đấy, phố Đông Tác ấy. Thì có rất nhiều cái bài viết trên page, rồi trên web, rồi trên YouTube, vân vân. Tức là các kênh về báo chí truyền thông rất mạnh. Đấy, rất mạnh. Đây, 2015. Vâng. Ẩm thực Đồng Quê. Từ 2015 cho cái bài viết này, tức là cách đây đã 8 năm rồi. 8 năm rồi cũng không phải là mới mẻ gì. Vâng. Và nếu mà tôi mà không làm mà tôi nhận thì chắc là mọi người sẽ bóc phốt và buồn cười cho tôi lắm. Nhưng mà tin tôi đi, tôi đã làm những cái việc này. Tôi đã tư vấn là anh cần phải mua một số bài PR trên báo. Và thời điểm đó là tôi đã mua một cái gói khoảng 30 bài PR quảng cáo ở trên các báo. Ngoài việc chạy quảng cáo trên fanpage cho anh ấy. Vâng, chạy rất là tốt. Và anh ấy đã phải gọi điện là có những ngày là đã lên tới cả 1.000 khách. Trong một cái quán, ở trong một cái ngõ. Tất nhiên tôi vẫn sẽ nhấn mạnh lại là thời điểm đó là một cái thời điểm mà quảng cáo Facebook vẫn còn rất rẻ. Bây giờ nếu mà các bạn vẫn thuê tôi chạy thì quảng cáo đã đắt lên gấp khoảng 5 đến 7 lần. Giá thầu đắt và tiếp cận thấp. Nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo. Tất nhiên bạn vẫn làm được nhưng mà cái hiệu suất nó sẽ bị giảm. Các bài PR như này là chính tôi là người bỏ tiền ra cùng của khách hàng. Tôi đăng khoảng 30 bài liên tục trong một tháng. Thế thì nó sẽ kết hợp cùng với Facebook, đúng không? Nó tác động nhiều kênh, chứ không phải là tôi chỉ chạy mỗi Facebook. Ok. Và một cái mẹ nhà hàng cũng rất là tiếc mới đóng cửa sau dịch, đó là nhà hàng Lương Sơn Quán. Thực chất là nhà hàng Lương Sơn Quán ở chỗ 173 Thái Hà này, với nhà hàng Ao Quán, rồi nhà hàng Chợ Tình Sapa, rồi nhà hàng Tiêu Diêu Quán vân vân, thì ngày xưa là cùng một chủ, một nhóm cổ đông, xong người ta mở nhiều nhà hàng. Sau này thì có cả những cái hệ thống khác như là cái nhà hàng Pháp, rồi nhà hàng Hầm Rượu, rồi nhà hàng kiểu Âu, rồi nhà hàng về
bia hơi, cũng tìm tôi thuê tôi chạy nhà hàng Nhật, cũng tìm tôi thuê tôi chạy nhiều, nhưng mà thực sự rất nhiều, không 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 kể hết được, và nó cũng không phải là những cái ví dụ thực chiến mà nó có tính hiệu quả cao. Nên tôi cũng không muốn show up, không muốn khoe đó. Thì nhà hàng Lương Sơn Quán này chính tôi là người chạy cho anh chủ đó làm trong khoảng 1,5 năm đến 2 năm đầu. Đặc biệt là anh ấy rất là chịu chi. Anh đã chi quảng cáo 2 tháng trước khai trương. Chi quảng cáo 2 tháng trước khai trương mà chi ngân sách rất lớn. Và trong khi mà vận hành hoạt động thì vẫn chạy quảng cáo ngân sách lớn. Thường những cái năm đó tôi tiết lộ là con số ngân sách chạy tiền 100 triệu. Và có thể là một con số 200, 300 thì tôi xin phép không đi vào chi tiết. Và mọi người có thể nghĩ rằng là tôi chém gió vì không ai chạy nhiều như thế. Nhưng mà tôi khẳng định là chạy rất nhiều và tôi không hề chém gió. Ý tôi muốn nói rằng là họ làm rất bạo, rất mạnh, chứ không phải lom dom. Bởi vì họ đã có những cái kinh nghiệm và họ có doanh thu rất là tốt. Tôi cũng không tiết lộ doanh thu bởi vì là doanh thu của họ rất là tốt. Và với vai trò là một người làm quảng cáo marketing thì tôi sẽ không tiết lộ những thông tin của khách hàng. Nhưng cái cách họ làm đó là gì? Đấy. Tôi đã đến, tôi chụp một cái bộ ảnh trong một buổi chiều. Anh chủ yêu cầu đầu bếp là làm tất cả các món của nhà hàng ra. Có lẽ phải đến tầm độ 30-40 món. Xong rồi bày ra, chụp từng món một, chụp từng món một. Xong bày ra một cái bàn dài. Xong rồi chụp, quay video, chụp ảnh để làm tư liệu chạy quảng cáo. Rất là chịu đầu tư. Sau đó là mời tất cả anh em ekip ăn một cái bữa đấy. Và ăn thì làm sao mà hết được. Cả toàn bộ nhà hàng ăn, mấy chục người ăn cũng không hết. Tất cả các món nấu đi. Cá rán, cá chiên, rồi lẩu liếc làm đủ hết. Để chụp ảnh. Thì chụp ảnh thì mới có nguyên liệu để mà chạy. Nhưng bây giờ tôi lên làm nhà hàng của các anh chị bảo chụp thì các anh chị bảo đợi phải ra món. Vâng, bởi vì là làm nó đắt, nó tốn. Tôi cũng chấp nhận thôi. Thế nhưng mà nó sẽ phải đợi, phải chờ thì mình sẽ không thể nào mà làm nhanh được, đúng không? Vâng. Và hiện nay thì ví dụ như gần đây nhất thì tôi đang chạy quảng cáo cho nhà hàng về liên quan đến nhà hàng ở trên Vĩnh Phúc đây. Gần đây nhất tôi đang làm cho họ nhà hàng Đại Nam, trung tâm tiệc cưới. Nhà hàng Đại Nam Vĩnh Phúc. Ok. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây hình ảnh làm rất đẹp. Đấy, phải ra các set món, chương trình. Hình ảnh làm rất đẹp. Đấy, và ra chương trình thử Đại hội Võ Lâm, uống bia, thử thách, tặng quà. Đấy, rồi thì uống một tháp bia, tặng một tháp bia. Hay là uống hai tháp, tặng một tháp. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là cái chương trình này tôi ra đây. Vâng. Uống 2 tháp, uống hết 2 tháp bia 6 lít thì được tặng 2 triệu. Vâng. Tất nhiên là uống trong một cái điều kiện chạy chương trình là uống 1 tặng 1, giá bia là 75.000. Thế thì nó phải có chương trình. Rồi thì giới thiệu về những cái unique selling point, tức là những cái điểm khác biệt, những cái lợi thế của nhà hàng. Ví dụ như là diện tích rộng, có màn hình lớn, có âm thanh sân khấu chuyên nghiệp, có được phép hát karaoke miễn phí, được xem bóng đá miễn phí, màn hình lớn. Đấy, thế thì tại sao lại phải đánh vào cái karaoke miễn phí bây giờ? Bởi vì bây giờ hầu hết tất cả các thị trường hiện nay đều đang không được hát karaoke. Đấy, cho nên là các nhà hàng được hát karaoke là một lợi thế rất lớn. Đó, và cái nhà hàng này diện tích lớn này, có âm thanh chuyên nghiệp, có màn hình LED ngoài trời. Đấy. Món ăn thì cũng giá cũng hợp lý, đặc biệt là bia thì rất là rẻ. Thế thì khi mà các bạn làm như thế, các bạn nhìn thấy không ạ? Chạy đấy, thì cái lượt bình luận này là bình luận thật hết, và nhắn tin nữa đấy. Thế là họ comment, họ bảo vào này, mua này, ăn này, uống này, vào việc ngay này đấy. Họ xem rất là nhiều các cái bình luận rất là tốt, và lượng khách hàng cũng sẽ đông lên. Đấy, quán tăng doanh thu, tất nhiên là tăng doanh thu so với cái thời điểm trước khi chạy, chứ không phải là tăng doanh thu đúng như kỳ vọng của chủ đầu tư.
Tất nhiên chủ đầu tư thì bao giờ cũng muốn rất nhiều, phải muốn đông nghịt khách, không phải giảm giá rồi không phải quảng cáo, ai chả muốn thế. Nhưng mà thời thời buổi người khôn của khó, kinh tế khó khăn, rồi thì lao động bây giờ bị sa thải nhiều, lương thì suy giảm, không được có tiền đi chiêu đãi, quan chức không có tiền đi chiêu đãi đối tác nữa, vân vân. Thì đấy đấy là cái điều kiện mà chúng ta lưu ý, là chúng ta thấy rằng là thời kỳ nó cũng khó khăn, hầu hết các nhà hàng đều suy giảm doanh số. Đấy, nên là chúng ta buộc phải có cái chiến lược, cách chạy là phải có chương trình, phải có combo, phải có menu set. Và tôi thì tôi luôn luôn phải tư vấn như vậy cho mọi người. Sau đó phải dựa trên lợi thế của nhà hàng là những cái gì. Đấy, có lợi thế về món ăn, lợi thế về thương hiệu, lợi thế về địa điểm, hay là lợi thế về đầu bếp, hay là lợi thế về tài chính. Đấy, và sau đó thì tôi mới đưa ra chương trình chạy quảng cáo. Bởi vì không phải chương trình nào chạy cũng hiệu quả. Đấy. Ví dụ như là đây tôi đưa ra cái chương trình 68k uống bia tẹt ga thì chạy chương trình này nó chưa hiệu quả. Bởi vì 75.000 một tháp bia mà 68k uống tẹt ga thì người ta thấy là người ta không thể uống được hết 3 lít. Đấy. Thế nhưng mà chương trình uống một tháp tặng một tháp thì rất là ok. Đấy. Thế thì trong cái chiến lược chạy của nhà hàng ấy, thì tôi sẽ chạy một cái ngân sách là tôi chia ra là một là chạy bài hiển thị giới thiệu cho nhà hàng biết đã, người ta biết đến qua nhà hàng này. Đấy. Có thể bài tổng hợp, bài nhiều món. Đấy. Sau đó thì bắt đầu là tôi sẽ chạy vào từng nhà hàng. Ở đây vì cái nhà hàng này nó có trung tâm tiệc cưới, có nhà hàng hải sản, có nhà hàng bia. Thế là tôi mới chạy từng nhà hàng. Trong từng nhà hàng thì tôi lại chạy từng chương trình một. Như vậy cùng một thời điểm tôi có thể chạy rất nhiều bài. Đấy. Và tôi phân ngân sách ra. Đấy. Và để một cái nhà hàng lớn như vậy thì phải có một cái ngân sách đủ lớn. Chứ còn chạy ngân sách nhỏ nó sẽ không đủ full khách được. Đó. Thì đấy là một vài cái trao đổi, cái chia sẻ về cách chạy. Thế còn nhà hàng thì đương nhiên là chúng ta phải chạy theo bán kính nha. Vì thường là chúng ta sẽ chạy bán kính khoảng 10 đến 15 km. Chẳng hạn như là Hà Nội thì chúng ta chạy bán kính 15 km, ở tỉnh cũng như vậy. Chạy bán kính và tuổi thì mình chạy về tuổi nhá, thì mình chạy từ 18 đến 65 luôn. Đấy, chạy tất, chạy rộng. Không không chừa một cái ai cả, bởi vì khi này họ không ăn thì khi sau họ ăn, họ biết đến thương hiệu đã. Và thời gian đầu mình cứ chạy đi, cứ chạy rộng chứ đừng nhắm chọn gì sâu cả. Cùng lắm thì chỉ nhắm chọn là thích đi du lịch, thích ăn uống, thích nhà hàng, thích nhậu nhẹt, thích bia, thích rượu, thích một số những cái sở thích như vậy. Có những người người ta cũng không thích đi ăn nhà hàng, nhưng mà đại đa số thì cũng phải đi ăn. Rồi chạy các chương trình về sinh nhật, sinh nhật thì được giảm giá, sinh nhật thì được tặng quà, tổ chức sinh nhật tại tại nhà hàng. Rồi thì đánh đến những cái đối tượng khách hàng là khách nước ngoài, có thể chạy bằng tiếng Anh, có thể chạy bằng tiếng Hàn, có thể chạy bằng tiếng Nhật. Đấy là đánh đến cái đối tượng khách nước ngoài đang sống ở khu vực đấy, cũng rất là ok. Mình phải chia các cái tập khách hàng bằng cách là mình nghiên cứu tập khách hàng, mình nghiên cứu sản phẩm, mình ra combo. Đấy, sau đó thì mình làm hình ảnh, làm video đẹp. Đấy, nhà hàng này thì tôi cũng đang yêu cầu là phải làm video để chạy, nhưng mà họ cũng chưa duyệt. Đấy. Chưa duyệt đây, món ăn thì chụp cũng đẹp rồi đây. Lên món xong là phải chụp như thế này, xong rồi đặt tên nó là set gì, bao nhiêu tiền. Đấy. Thì nó sẽ nhìn trông nó đẹp mắt, trông nó xa hoa thì mình lên hình nó sẽ đẹp. Hoặc là đặc biệt là làm video ngắn, trong giai đoạn bây giờ làm video ngắn. Kết hợp với là đưa lên TikTok, đưa lên YouTube Short và đưa lên Facebook Reels để tăng tương tác, để hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhá. Thì như vậy. Đấy, về chiến lược chạy là có thể chạy vừa chạy thương hiệu, chạy hiển thị, chạy tăng like cho page thêm, và đồng thời là chạy về các cái combo set món, và chạy liên tục, tuần nào mỗi tuần đều có một chương trình hiệu quả thì duy trì. Đấy, chạy đối tượng như thế nào thì tuổi từ 18 đến 65, chạy rộng. Đấy, trong bán kính khoảng 15 km là từ cái địa điểm đó. Đấy, và đấy, nhắm chọn thì có thể là nhắm chọn vào sở thích là du lịch, thời trang, hàng hiệu, thích nhậu nhẹt, thích bạn bè, thích bóng đá, thích đánh golf, rồi thì thích kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp. Đấy, đấy là những cái mà mình có thể nhắm chọn này, chúng cái đối tượng hay đi nhậu nhẹt nhất. Và bây giờ thì lưu ý các yếu tố về nhậu nhẹt, say xỉn này, lái xe hơi, rồi thì đi xe máy bị thổi nồng độ cồn thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cái việc đó. Vâng, ok. Như vậy là tôi cho các bạn xem ở đây những cái chiến dịch mà tôi chạy
view đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Hơi chậm. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái bài viết này tôi chạy tôi tiếp cận đến 229.000 lượt hiển thị. Đấy, và trong đó là tiếp cận đến 96.000, xấp xỉ 97.000 người xem. Thế thì làm thế nào để chạy được nhiều như vậy? Thì tôi phải chạy là có vẫn bài này, nhưng mà tôi đã chạy hiển thị một phần và tôi chạy tương tác một phần. Đấy, chứ không phải là chạy hết. Và các bạn để ý lượt tương tác của nó khoảng 2.700 trên trên khoảng độ 100.000, tức là tỷ lệ nhấp vào cái chương trình này khá là thấp. Đấy, mặc dù là bình luận cũng rất là nhiều, nhưng mà như vậy là người ta vẫn chưa yêu thích cái thương hiệu này đâu, vì thương hiệu này cũng rất là mới. Đấy, thì cái này mình có thể nhìn thấy tỷ lệ CTR của nó khá là thấp. Đấy, tiếp cận 100.000 lượt mà mới có 100.000 người và mà mới có được có 2.700 lượt xem, lượt tương tác trực tiếp. Đấy, thì như vậy là cũng không phải là cao. Đấy, nhưng mà chương trình này cũng đã giúp khách hàng tăng doanh số lên gấp khoảng 3 lần so với trước khi chạy. Rồi. Tất nhiên chưa đạt được như kỳ vọng của chủ đầu tư. Đấy, có nhiều chương trình tôi ra và các bạn nhìn thấy để như chương trình này cũng chạy đây, nhưng mà không hiệu quả. Đấy, đây cũng tiếp cận lên đến 134.000. Đấy, nhưng mà đây lượt tương tác cũng nhiều hơn. Đấy, nhưng mà chuyển đổi thành khách thì lại không 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 tốt bằng cái bài bài sau. Cũng có thể là do thời gian mình chạy nó ngấm, ví dụ như cái bài này chạy tuần 1 thì cái bài này chạy tuần 2. Đấy, thì cái tuần 2 nó bắt đầu nó ngấm hơn, cho nên khi mình chạy thì mình phải chạy đều chạy đều chạy đều, chứ không phải là cứ chạy đang hiệu quả cái là dừng, đang hiệu quả đấy là dừng. Đấy, thì các bạn các anh chị cần lưu ý. Đấy, thì tôi chia sẻ một vài cái kinh nghiệm. Tất nhiên cũng không đại diện hết được cho những cái kinh nghiệm để các bạn làm thành công. À, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm mà chạy quảng cáo cho nhà hàng, cho quán ăn hoặc là quán cà phê ở trên Facebook. À, thì các bạn có thể làm thử. À, còn cái quy trình chạy, cách thức chạy, kỹ thuật chạy thì các bạn xem cái video khác nhá. Và nếu các anh chị đang là chủ nhà hàng mà đang xem cái này thì các anh chị có thể thuê tôi tư vấn, đừng để đến khi quá muộn. Bởi vì rất nhiều chủ nhà hàng mở nhà hàng ra xong không có khách mới tìm tôi. Bao giờ quan điểm của tôi, nếu mà chưa mở thì hãy gọi cho tôi thì rất là tốt. Bởi vì là tôi sẽ giúp mọi người là không bị không có khách hàng. Nhiều người đã mở ra 6 tháng 1 năm không có khách mới tìm tôi thì nó khá là muộn. Tôi quan điểm rất là coi trọng cái việc là khai trương. Trước khai trương rất là quan trọng. Thường là phải chạy truyền thông trước khai trương khoảng tối thiểu là 1 tháng, còn không thì khoảng 2 tháng là đẹp. Và chi ngân sách và làm bài bản chuyên nghiệp. Và làm nhà hàng ấy thì mọi người phải lớn là không thể làm chộp giật được, phải có vốn dài hạn. Đấy, phải có mấy vấn đề là về món ăn này. Đấy, phải ngon đúng không ạ? Thứ hai là cốt nó phải vừa phải. Đấy, cốt ví dụ như là mình rất nhiều chỗ là để cốt thấp xong nó lợi nhuận cao, hoặc là cốt thấp lợi nhuận thấp thì món ăn sẽ không ngon. Đấy, thì mình phải làm cốt cao và giá bán thấp thì món ăn nó mới ngon mà lại rẻ, thì mình mới đông khách. Đấy. Và có thể là mình phải hy sinh lợi nhuận, ví dụ như là mình hy sinh lợi nhuận của đồ ăn để mình bán bia, mình hy sinh lợi nhuận của bia để mình bán đồ ăn. Đấy. Mình phải có những cái chiến lược chim mồi như vậy. Đấy. Hôm trước này tôi vừa nói chuyện với anh chủ của nhà hàng Legion Beer, một cái nhà hàng rất là nổi tiếng. Anh nói là 23 năm anh làm nhà hàng, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kinh doanh là ăn xổi. Đấy, anh phải làm rất là cẩn thận và cốt anh để cao, biên độ nhận thấp. Đấy, để anh làm nó uy tín, nó chất lượng, khách hàng người ta mới quay trở lại. À, đó là một cái câu chuyện đơn giản thôi, nhưng mà nó thể hiện một cái triết lý kinh doanh. Rồi. Đấy, trong miền Nam cũng có những học viên của tôi bỏ tiền ra học rồi. Trong rất nhiều những học viên thành công như cái nhà hàng Joe 123 hay là nhà hàng ê bò của bạn bạn Đoài cũng rất là thành công. Thực sự là cái mô hình kinh doanh của bạn ấy kết hợp với cái nền tảng mạng xã hội.
Thế còn ở trên mạng bây giờ thì Reels hoặc là TikTok thì cũng có nhiều những cái bạn làm rất thành công, nhưng đó là họ họ sử dụng video ngắn chứ họ không chạy quảng cáo nhiều. Ví dụ như là nhà hàng Thanh Ốc, tôi xem tôi thấy rất là anh ấy làm video rất là hay. Đấy, và anh ấy tự làm, anh ấy hoàn toàn anh ấy làm rất là tốt. Anh không cần chạy quảng cáo. Và anh ấy cũng không phải là đi học tôi, mà tôi đang nói là cái cách anh ấy làm rất là hay, và tôi khuyên mọi người làm giống anh ấy. Anh ấy chia sẻ và lượt xem trên Reels, trên TikTok rất nhiều. À, hay là cái một số những cái đơn vị bán chè họ cũng làm rất thành công. À, nhá. Thì ngoài chạy quảng cáo thì chúng ta có thể làm thêm video ngắn trên TikTok hoặc trên Reels hoặc là trên Short, và chú trọng vào đặc biệt là món ăn, tạo phễu, tạo combo chương trình và chất lượng dịch vụ. Và kinh doanh thì phải làm nhà hàng là phải có tâm. Đấy, tức là vệ sinh an toàn thực phẩm phải tươi sống ngon lành. Đấy, và dịch vụ, chất lượng dịch vụ phải tốt một chút. Đấy, thì mới được. Và kinh doanh là phải dài hạn. Đấy, chứ đừng có nóng vội. Và thì tôi chỉ đưa ra một số những cái lời khuyên như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn, các chủ nhà hàng, chủ quán, chủ cà phê. Rất vui được chia sẻ với các anh chị.